Sau hàng thế kỷ xảy ra những vụ máy bay, tàu biển mất tích và tai nạn không dấu vết ở tam giác quỷ Bermuda, thế giới vẫn chưa thể giải mã tường tận tất cả những bí ẩn xung quanh khu vực này. Người ta gọi nó là tam giác quỷ vì với nhiều người, khu vực biển nằm ở Đại Tây Dương nổi tiếng với những giả thuyết chưa thể lý giải, bao gồm khả năng nuốt chửng tàu biển và máy bay. Dù chính phủ Mỹ không công nhận tam giác quỷ Bermuda là một địa điểm hay mối đe dọa thực sự về mặt địa lý, nhưng giả thuyết xoay quanh nó đã phát thảo nên bức tranh của sự bí ẩn, hoài nghi và cả sợ hãi. Mời bạn đến với Bí ẩn về tam giác quỷ Bermuda. Tam giác quỷ Bermuda là khu vực nằm ở Đại Tây Dương, trải dài từ Puerto Rico, Bermuda và Miami của Mỹ, ba điểm tạo thành ba cạnh của một tam giác. Và khu vực này được xem là có liên quan tới cái chết và mất tích của hơn 8.000 người. Dù con số chính xác chưa được thống kê, nhưng theo Business Insider, ít nhất 50 tàu và 20 máy bay đã biến mất không dấu vết ở khu vực này. Sự bí ẩn này đã biến Bermuda trở thành chủ đề của những giả thuyết không có hồi kết. Christopher Columbus, người khám phá ra châu Mỹ, đi qua khu vực Bermuda, ông được cho là đã nhìn thấy một ngọn lửa bùng lên trên biển và tạo nên ánh sáng kỳ lạ xuất hiện ở xa vài tuần sau đó. Năm 1881, truyền thuyết kể lại rằng Ellen Austin, con tàu di chuyển từ Liverpool của Anh tới New York của Mỹ, đã gặp phải một con tàu ma ở biển Sargasso, khu vực nằm trên Đại Tây Dương, trông lớn lịch tam giác quỷ Bermuda, coi đây là một cơ hội để thu về những kiện hàng có giá trị. Thủy thủ đoàn của Ellen Austin đã cử vài người lên con tàu, tuy nhiên một cơn bão bất ngờ làm hai tàu tách nhau. Ngày hôm sau, khi quay trở lại, họ không còn phát hiện ra tung tích của những thủy thủ đoàn trước đó. Thuyền trưởng của Ellen Austin cố gắng lên tàu một lần nữa để xem xét những tài sản quý giá, nhưng khi ông lên đến nơi, một màn sương mù dày đặc ập tới và một lần nữa tách hai con tàu ra. Lần này, con tàu ma đã biến mất hoàn toàn. Năm 1918, tàu nhiên liệu lớn nhất và nhanh nhất của Hải quân Mỹ lúc bấy giờ, USS Cyclops, biến mất khi di chuyển từ Caribe tới Baltimore với 309 thủy thủ. Dù được trang bị đầy đủ thiết bị và tín hiệu cứu nạn, tàu USS Cyclops không phát đi bất cứ cảnh báo nguy hiểm nào. Nó đơn giản là mất tích không một dấu vết. 309 thủy thủ đoàn cứ như lọt vào chiều không gian khác và biến mất hoàn toàn. Tới năm 1941, tàu hải quân Mỹ USS Brotherz chở 58 người và kiện hàng từ St. Thomas sang khu vực bờ đông. Nó đột ngột biến mất ở tam giác quỷ Bermuda. Một tháng sau, tàu chị em của nó là USS Nereus tiếp tục biến mất với 61 người trên bon khi thực hiện hải trình tương tự. Năm 1945, bí ẩn về tam giác quỷ Bermuda tiếp tục được khơi gợi khi năm máy bay ném ngư lôi TBM Avenger cất cánh từ một căn cứ hải quân ở Florida của Mỹ, biến mất trên Đại Tây Dương trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Chuyến bay 19 dự kiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ bay qua đảo Grand Bahama rồi bay theo hướng Tây Nam để trở về căn cứ. Tuy nhiên, trên đường về, chỉ huy Charles C. Taylor trở nên hoang mang khi la bàn bị hỏng và quân nhân này đã chỉ đạo đội bay theo hướng Đông Bắc vì nghĩ rằng họ đang bay về Florida của Mỹ. Thực tế là đội bay lại đi sâu hơn vào Đại Tây Dương. Khi đội bay bắt đầu tiến gần tam giác quỷ Bermuda, tín hiệu của họ yếu dần. Cuối cùng, mọi liên lạc bị cắt đứt và các máy bay đã biến mất không dấu vết. Thông điệp cuối cùng được ghi lại là một phi công nói rằng mọi thứ trông thật lạ, ngay cả đại dương phía dưới giống như là chúng tôi đang tiến vào một vùng nước màu trắng. Chúng tôi hoàn toàn bị lạc rồi. Sự mất tích của chuyến bay 19 bí ẩn và khó hiểu đến nỗi một báo cáo của Hải quân Mỹ nhận định rằng cứ như là họ đã bay vào sao hỏa. Sau đó, hàng loạt các vụ mất tích bí ẩn của máy bay và tàu thuyền được báo cáo lại. Ước tính 8.000 người đã biến mất không dấu vết, tất cả đều liên quan đến vùng biển tại tam giác quỷ Bermuda. Ma trận giả thuyết. Nhiều người đặt ra giả thuyết cho rằng đây là khu vực có người ngoài hành tinh hoạt động, trong khi nhiều người tin dưới lòng đại dương kia là một thành phố và một nền văn minh khác dưới nước. Tuy nhiên, các câu chuyện này được xem là hư cấu nhiều hơn là sự thật có bằng chứng. Ma trận giả thuyết đã xuất hiện với hàng loạt các cách lý giải khác nhau. Một trong những giả thuyết được đưa ra là do băng cháy. Nó được cho là khiến các con tàu chìm xuống nghĩa địa đại dương tam giác quỷ Bermuda. Băng cháy là hỗn hợp dạng rắn giữa nước và khí tự nhiên, chủ yếu là khí metan bị nén lại trong một cấu trúc tinh thể nước. Nếu lượng lớn băng cháy thoát ra từ đáy đại dương, nó có thể tạo ra các bong bóng lớn đủ làm cho nước biển đồng dẫn đến chìm tàu. Và mọi thứ diễn ra trong thời gian rất nhanh, có thể là chỉ vài giây,
tới mức mà những người trên các phương tiện không có đủ thời gian để phát tín hiệu cầu cứu hoặc trốn thoát khỏi tàu. Với những người yêu thích khoa học viễn tưởng, họ đưa ra giả thuyết về cánh cổng không thời gian, ám chỉ một vòng tròn lớn khi đi xuyên qua có thể du hành thời gian tới bất cứ đâu. Giả thuyết này tới nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học. Giả thuyết thứ ba là hiện tượng vòi rồng nước. Về cơ bản, giống như là lốc xoáy trên đại dương và gây ra hiện tượng hút nước cực mạnh vào vòi rồng. Ngoài ra, một số chuyên gia đặt ra giả thuyết về hải lưu Gulf Stream. Đây là một hải lưu mạnh, ấm và chảy nhanh ở Đại Tây Dương, xuất phát từ vịnh Mexico, chảy qua eo biển Florida và tới biển phía đông nước Mỹ ở Newfoundland. Giả thuyết ở đây là hải lưu này di chuyển dọc theo rìa tam giác quỹ Bermuda và nó có thể gây ra sóng cao và làm chìm tàu. Những con sóng này có thể dâng lên bất kỳ lúc nào và có thể cuốn tàu thuyền hoặc hạ gục máy bay đang bay sát mặt biển. Mặt khác, tam giác quỹ Bermuda là nơi thường xuyên gây ra nhiễu loạn la bàn. Tàu thuyền và máy bay không thể định hướng khi vào khu vực này. Đây là một bí ẩn mà đến tận hôm nay vẫn chưa có lời giải. Ý kiến trái chiều. Trong một bài viết đăng trên tạp chí Discover, nhà khoa học Nathaniel Stropling cho rằng thực tế, khu vực tam giác quỹ Bermuda là nơi đông đúc các phương tiện tàu bè và máy bay qua lại, có thể là nguyên nhân của một số vụ mất tích. Bất cứ khu vực nào có nhiều tàu thuyền đi ngang qua có thể ghi nhận nhiều vụ tai nạn hơn là khu vực có ít hoạt động. Thêm vào đó, sự thật là tam giác quỹ Bermuda thường xuyên xảy ra bão và điều này có thể khiến tàu biển biến mất, ông Stropling giải thích. Giả thuyết về băng chảy dưới đáy biển cũng đã bị bác bỏ bởi nhà khảo sát địa chất người Mỹ Bill Dillon. Ông cho biết không có bất cứ bằng chứng nào về việc băng cháy phun lên từ đáy biển ở khu vực này trong thời gian gần đây. Lần cuối cùng một hiện tượng tương tự như vậy xảy ra là vào 15.000 năm trước. Nhà khoa học Chaplin cho rằng những xôn xao xoay quanh tam giác quỹ Bermuda có thể là sản phẩm do chính con người tạo ra. Ông Chaplin nhấn mạnh tam giác quỹ Bermuda có thể không hẳn là nguy hiểm hơn các khu vực khác như cách mọi người vẫn nghĩ. Dù các ý kiến phản bác được một số nhà khoa học đưa ra, nhưng vẫn không đủ sức thuyết phục vì họ không giải thích được hiện tượng bí ẩn như la bàn bị nhiễu, hàng chục tàu thuyền máy bay biến mất mà không một dấu vết và kinh khủng hơn là 8.000 sinh mạng không được tìm thấy dù là chiếc giày. Nếu chỉ là tai nạn thông thường trên biển thì hãy cho chúng tôi thấy bằng chứng họ bị tai nạn, vì sự thật là chúng tôi chỉ thấy sự biến mất hoàn toàn của con người, tàu biển, máy bay vào hư không tại nơi gọi là tam giác quỹ Bermuda.